Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà đã đến kênh Bữa Cơm Gia Đình của em hôm nay. Lời đầu tiên, đầu clip video, em sẽ chúc ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn được nhiều sức khỏe và một ngày lễ vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình. Hôm nay ngày lễ cả nhà, em mời cả nhà cùng vào bếp để làm bữa ăn sáng đơn giản với em nha cả nhà. Em mời cả nhà nha. Hôm nay thì ngày lễ ông xã được nghỉ, buổi sáng mình làm buổi sáng đơn giản cho gia đình mình cả nhà, thì em ở đây em chuẩn bị được nửa lon gạo rồi cả nhà. Thì hôm nay em nấu cháo trắng cả nhà, chuẩn bị để ngoài kho. Ở đây em còn trong tủ lạnh được một mớ lòng tông của xui em cho nè cả nhà. Em vừa cho em để em tủ đông và em lấy ra để em kho tiêu để mình ăn cháo trắng cả nhà. Và bây giờ em mời cả nhà mình cùng vào bếp để nấu với em ha cả nhà. Giờ em đi để đây gạo đông, đây gạo để đây chút em giò, em đi vẽ vài cọng lá dứa cả nhà để mình để vô cháo cho nó thơm. Em mời cả nhà đi hái lá dứa với em cho vui ha. Chết hết. Còn được bụi này. Chết hết cả nhà. Hôm đó tháng 10 nãy đám dịch chết. Lá dứa em cũng rửa xong rồi cả nhà. Để mời cho nó gáo đi về đi vô gạo. Đơn giản không tốn tiền cả nhà. Cá thì được khi tặng, rồi gạo thì gạo nhà mình nấu cái mình ăn được bữa sáng. Gạo mình vô xong rồi cả nhà. Bác lên bếp. Nước cả nhà, ở đây mình xài nước mưa cả nhà, ở đây mưa này, cỡ này mưa lớn và mưa sầm, cả nhà nước nó sạch lắm. Mình ở trong quê á, nấu ăn bằng nước mưa, đi múc nước cả nhà, nước này cả nhà, món cho biết kiểu thank you.
cháo đó nhỉ. Chảo mở lên nó cũng nóng rồi, em cho củ hành và tỏi băm với ớt băm. Đây cái mùi lá chuối thơm lắm. Thơm hả? Cái trắng là để lá dứa mà thôi. Mấy cái chỗ mà cháo người ta làm từ thiện à, ta nấu cháo ngon thì ngon luôn đó. Rồi em tắt bếp, nó vàng hành tỏi nè, để nguội để em ớt cá đó mình. Có mấy cái ớt tím á, nó cái màu nó hơi đen đó nha, chứ không phải tại nó bị cháy đâu. Cái này cháo trước cho nó nguội, hồi nó dễ ăn.
Thank you.
coi đây con gì mua được không? Ông xã có còn dạng nha. Em cháu nè. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay để buổi sáng ông xã được nghỉ ở nhà cả nhà, thì em làm bữa ăn sáng đơn giản cả nhà, cháo trắng với được mới lòng tàu của anh Xui, chị Xui gửi cho cả nhà. Em kho tiêu và cả nhà cùng ăn sáng với vợ chồng em ha. Mời cả nhà dùng buổi sáng với ăn sáng với vợ chồng nha. Hôm nay thì để không đi làm ở nhà bà xã làm lại cho mình được món cháo trắng với cá lòng tông kho tiêu ở nhà. Mình cảm ơn anh Xui và Xui đã đem cá lòng tông vô tặng cho vợ chồng nha. Cảm ơn anh Xui nhiều. Cá không tốn tiền cả nhà, cá thì Xui tặng, cháo thì có gạo nhà, chỉ có tốn công thôi cả nhà. Ngon quá cả nhà. Nước nữa, em có làm 2 ly nước không mà cả nhà cùng uống nước với hai chồng em nha. Này mình không có đi đâu chơi nha, chúng ta về thăm ba mẹ vợ mình đó. Uống cà sữa nha. Rồi dùng em ơi, tới bụng ơi, mình thấy mẹ bà nè. Rồi cái nhà dùng cháo nha. Cái nhà dùng cháo. Rồi nó giúp á. Còn quẹt rồi đó nha. Tại mình ớt á, ớt lâu nó sợ nó cứng rồi đó. Mình quẹt vậy nó ngon lắm nha. Nó mặn à. Cái ngon cơ tiêu mà kho và kho quẹt đó nha, ăn cháo ngon lắm. Anh Xui đi văn lòng tông này rồi xong rồi làm sẵn luôn này, cởi vô đem vô nè cả nhà. Cảm ơn anh Xui nghe anh Xui và anh Xui dùng cháu với cháu với mình nha. Clip này cảm ơn anh Xui chị Xui cho miếng lòng tông nha anh Xui. Cháo thì thơm mùi lá dứa thôi nha. Còn lòng tông kho tiêu thì lòng tông thì nó béo béo, rồi thơm cái mùi tiêu đó nha, cái ớt cay cay nè, ngon lắm. Này mà có tách mỡ để vô nữa là tuyệt vời luôn đó nha. À, nãy giờ chỉ để vô ăn thôi. Tại vì mình là hết tách mỡ. Nhờ hai chồng mình. Em gái anh họ cho đòi ăn cám đồ hoài với bà chở được Xui anh đi làm rồi không có săn bắt được, với mình đây cũng có chỗ mà để giao chỗ đi đi giăng lưới nhà bắt đỡ cái nhà không có đè mương chân có ruộng với giường không có mương giường mình không có đè mình nghe điện thoại cả nhà.
ngon quá nha. Dậu rồi qua bữa sau mà có cháo húp gì mà tuyệt vời. Ra cho cộng xã thường mà xã dữ lắm luôn ta. Ai mà nhậu rồi sáng bà xã nấu cho nồi cháo gì chắc chắc là ông xã thương lắm luôn. Là nhậu nữa hoài luôn đó nha. Nhậu được nữa luôn. Hồi bữa nào đổi ngược lại coi. Bà xã đi nhậu rồi ông xã nấu cho ăn nữa à. Chứ nấu cày vô đít. Bữa đâu mà bún nào? Đây bún. Em có ăn cháo khét rồi vợ. Cái đợt đó mình đi đá. Nấu cháo cho bà xã mình ăn. Nấu ba lần mới xong cái nồi cháo. Mình xã mình nó đợt đó mình bệnh đó cả nhà. Nó để anh nấu cháo cho em ăn. Nó nấu cháo mà còn đồ ga là cả nhà cái quên. Nó nấu rồi cái khác nữa em ơi, nấu mà nấu ba lần nó mới được đó nha. Nhà cũng vui đó nha, tại sao chồng quan tâm vừa khác mà ăn cũng ngon đó nha. Ngon quá em ơi. Đang cạo cạo mấy này dần dần quẹt rã. Cái khô khô cái giờ nó quẹt quẹt đó. Có tắc mỡ này, có tắc mỡ này. Ngon nha. Có nước cơm à, nó kẹo kẹo hay không? Lên nó kẹo mà nhận cái nước cháo để vô. Có nước nước cháo. Anh ăn cái muỗng cái đâu, cầm quẹt nước. Em cháu chợ nó đâu ngon được gì. Con cháu chợ đâu ngon nha. Nhà mình tự làm tự nấu vậy. Dễ. Có giờ nhà chồng em bớt đi ăn cháu nó chợ lâu lâu. Dễ vậy nha. Ăn hủ tiếu rồi thì mua thịt rồi về nấu. Tính như hai chồng mình không. Người ta bác ấy chứ. Tại vì ông xã đi làm mỗi bữa ở nhà rồi ăn với cũng ngán, lâu lâu muốn ăn ở nhà chứ. Cả nhà ơi, thì clip cũng khá dài cả nhà. Bữa nay thì ngày lễ mình không có đi làm, mình cũng vợ chồng mình không đi đâu chơi hết, chỉ ở nhà thôi. Được bà xã ở nhà làm cái món cháo trắng này, rồi ăn với cá lòng tông kho tiêu. Lòng tông thì được xui đi dân rồi làm sẵn luôn rồi gửi vô cho này. Thì vợ chồng mình xin phép kết thúc clip và ăn cháo trắng với lòng tông kho tiêu tại đây nha. Nếu cả nhà xem thấy hay thấy vui thì hãy tặng cho chồng một like, đăng ký chia sẻ, thì đó sẽ là động lực để cho bữa cơm gia đình xuất bản cái này clip hay hơn nữa. Giờ thì bữa cơm gia đình xin tạm biệt cả nhà ở clip này và hẹn gặp cả nhà ở clip lần sau. Bye bye.